đau tết ấy. Hoa mận này, hoa mận nó sai. Ừ, đây là hoa mận này. Mình đang ở thung lũng mận này. Đây là quả mận. Quả mận non đây này. Quả mận non. Cái hôm mà cái ở đền gành ấy mà chị em mình là đi. Đó, đau với chị. Đi đi đâu nhỉ? Mận em ạ. Đi cùng mận mận đấy. Quả mận đây ạ. Mận đây. Bông nó to nhưng mà đào lên này. Mận là chặt không? Mận đấy chơi đến luôn. Không. Sủi đâu nhỉ? Quả màu nâu nâu luôn. Chưa được. Mình đang ở thung lũng mận Nà Ca nha các bạn. Nét lắm. Đất. Mẹ ơi, cô ta chụp cây hoa tím đấy. Đúng rồi, lối đi này đi. Wow. Mẹ ơi. Đấy đây. Đến đây chụp luôn đi. Không ơi, không leo à. Quá ngay quặng ra, không được chặn. Cô nhỏ đi, anh nhìn mình. Ra cô chụp bà tí. Rồi. Không, ai chụp mình đâu mà rồi. Anh. Đây một xe. Ở đây hai xe. Ôi. Cô bé còn khăn đỏ ơi. Thung lũng mận Nà Ca, Mộc Châu. Đây mình đi bằng xe này này các bạn. Xe 16 chỗ. Anh đang rồi. Mình đi bằng xe 16 chỗ này. Hello. Hello. Buồn thế. Quay xong rồi thì thôi tắt máy đi.